Đây là chiếc xe tăng Vương mới đem từ cái farm của anh bạn Vương về. Cái chiếc xe tăng này mấy bạn là cái chiếc xe tăng của Đức. Đây là cái chỗ của tài xế. Đây là tay lái để lái. Đây để giờ để Vương đề cái chiếc xe tăng này lên thử cho mấy bạn coi nha. Đề đây. Đây là cái chỗ của người chỉ huy nè mấy bạn. Cái chỗ dưới đây á là cái chỗ của anh Ginh nào là cái anh súng á. Là anh sẽ ngồi dưới cái ghế này. Bây giờ trước khi lái chiếc xe tăng để Vương thử cái bơm khói này coi nó ra sao. Wow. Vui vậy. Giờ Vương sẽ đi Vương lái chiếc xe tăng này coi nó lái ra sao nha. Quá vui luôn mấy bạn. Ok mấy bạn, bây giờ là đây là chiếc xe tăng Vương mới đem từ cái farm của anh bạn Vương về. Còn đây là anh Riley, là người sẽ từ nay trở đi là sẽ ở trên cái farm của Vương để mà lái chiếc xe tăng này. Ok. Ok Riley, let me cái chiếc xe tăng này mấy bạn là cái chiếc xe tăng của Đức. Oh my god, it's really heavy. Đây là cái đạn của nó nè. Cái đạn này thì là đạn giả thôi, nhưng mà là cái chiếc xe tăng này là nó bắn loại đạn này á mấy bạn. Thì cái đây á là chiếc xe tăng này á là chiếc xe tăng của Đức mà bây giờ luôn là người ta vẫn còn đang sử dụng cái chiếc xe tăng này. Hôm nay là hôm qua là Vương mới vừa đem cái chiếc xe tăng này về chở, cái bằng là mới đầu đem một cái chiếc lowboy của Vương mới mua chở không nổi, phải đi mướn một cái chiếc lowboy khác mà chắc là nổi tại vì nó quá nặng. Chiếc này là nó nặng 40 tấn đó. Còn đây là cái đạn của nó đây. Thì đây là cái chiếc xe tăng mà bây giờ là Đức đồ này nọ cũng còn đang xài luôn mấy bạn, là người ta còn đang xài thiệt luôn. Đây bây giờ Vương sẽ vô trong chiếc xe tăng để Vương review chiếc xe tăng cho mấy bạn coi coi trong chiếc xe tăng này nó có cái gì. Thì cái chiếc xe tăng này thì nó được sản xuất từ năm 1900, Vương nhớ không lầm thì khoảng năm 80. Cái chiếc này thì là nó của Bỉ mới đem về. Đây, cái chiếc này là bây giờ là quân đội Đức với là quân đội của khoảng hình như là mấy mươi quốc gia đó cũng còn đang sử dụng nó luôn. Đây, anh này lên đây đi không? Lên đây được không? Đây, để tôi cầm lên cho. Lên đi. Trời ơi, ninja. Ok. Để cho Vương review chiếc xe tăng này sơ cho mấy bạn coi. Đây là... Trời ơi, bị stuck rồi. Stuck cái chân ở đây. Đây mấy bạn. Thì đây là chiếc xe tăng này. Đây là... hôm nay lá hồi đó Vương sẽ ra Vương lái thử. Để Vương vô đây Vương review cho mấy bạn coi trước. Đây là cái chỗ của tài xế. Là chỗ này. Thường thường là tài xế là có thể ngồi thấp như vậy để họ lái. Cái này là cái lái xe nè. Đây là lái là... Đây là tay lái để lái. Còn đây là cái cần số giống như vô chạy số xe thôi. Rất là đơn giản. Đây để giờ để Vương đề cái chiếc xe tăng này lên thử cho mấy bạn coi nha. Đây là... 1 2 Đây đây. Đó là cái đề lên đó là... Đó là mấy bước mà mình đề chiếc xe tăng lên là mình đề vậy. Còn mình chạy là mình chậm chân cao một cái là mình đẩy số một cái là mình chạy là chạy liền thôi đó. Đó. Rồi đây để Vương tắt cái máy. Để nó ồn lắm. Đó tắt máy rồi phải kéo vậy là tắt cái máy rồi các bạn. Để tắt máy là phải nắm cái cần ga đó mình kéo lên. Thì nó sẽ ngắt cái... Nó sẽ ngắt cái... ngắt xăng, nó ngắt dầu. Đó, chiếc xe tăng này chạy là rất là hao dầu luôn mấy bạn. Tại vì là nó... Chiếc xe tăng này còn mới cảo chỉ luôn, từ ngày mới sản xuất ra luôn, mới chạy chỉ có 4 km thôi, bạn thấy không? Là tại vì xe tăng là người ta dùng rất là ít, người ta không có dùng nhiều. Đây là cái ghế của người lái. Ở phía bên đây là nó có cái... Nó có những cái đồ mà cái bằng là chữa lửa. Là khi mà có lửa rồi nọ, khi mà có cái gì xảy ra, hỏa hoạn xảy ra là ta bấm cái nút này cái là nó xả. Để mà nó xịt để cho nó chữa lửa trong chiếc xe tăng này. Đây, đi lên đây Vương sẽ cho mấy bạn coi. Đây là ghế của người lái nha. Bây giờ Vương sẽ lên đây cho mấy bạn coi ghế của chỉ huy. Đó. Đây. Đi về đây, cái này cẩn thận nha. Đây là ghế của chỉ huy đây mấy bạn. Chỉ huy là người ta sẽ ngồi trên cái chỗ này của chiếc xe tăng. Là cái chỉ huy là người ta có cái góc nhìn tốt nhất trong chiếc xe tăng luôn. Người ta sẽ dòm được rất là nhiều góc. Đây là những cái kính người ta có thể dòm để người ta dòm được ra ngoài. Đó. Mấy bạn biết không, trên chiếc xe tăng này là nó, cái điểm yếu nhất của nó là ở trên nóc mấy bạn. Đó cho nên là thường thường á là đi giờ đây để Vương giờ đây Vương chở mấy bạn coi. Cái điểm yếu nhất của chiếc xe tăng là luôn luôn là ở trên nóc, là tại vì cái trên nóc này á là cái giáp của nó là mỏng nhất. Đây này quay về đây thử, tại thường thường cái giáp mà ở bên hông là rất là dày,
nhưng mà cái nóc ở cái trên giáp này thấy không, nó rất là mỏng luôn. Cho nên Mỹ người ta mới chế những cái loại tên lửa là kêu bằng là bay lên cao xong nó lao thẳng xuống cái nóc xe này là nổ một cái là coi như là trong này người ta chết hết luôn. Đó là điểm yếu nhất đó, chứ còn mà mấy cái giáp đồ này nở xung quanh để xe tăng này là dây, là những cái vỏ nó dày vô cùng luôn, là rất là khó để mà lủng được chiếc xe tăng này. Rồi đây là cái chỗ của người chỉ huy, người chỉ huy là ngồi ở bên đây đó. Đây không biết mấy bạn có thể thấy được không. Đây là cái chỗ của người chỉ huy nè mấy bạn. Người chỉ huy á, là cái chỗ dưới đây á, là cái chỗ của anh ghế lái, là có không cái anh kêu bằng là anh gân nào, là cái anh súng á, là anh sẽ ngồi dưới cái ghế này, dưới người chỉ huy. Vương đang ngồi ghế của người chỉ huy đó. Còn cái chỗ này là cái chỗ của cái anh mà kêu bằng là quay cái nòng xe tăng, quay trái quay phải á. Hiện tại cái nòng xe tăng nó đang bị lót lại, Vương muốn anh lót thì Vương sẽ xây cái cục này đây để mà xả cái nòng ra để cho nó không có bị lót lại đó. Còn đây là lái qua lái lại là sao, nó nhìn vô đây là Vương biết các bạn nhìn thấy gì không, nhưng mà nhìn vô đây là sẽ thấy được ra ngoài ngắm bắn. Còn đây là cái ống nhìn bắn ban đêm thì sẽ nhìn vô đây đó, mở lên đây nè, on off và ở bên đây, sau đó là nhìn vô đây. Cái chỗ này á là cái chỗ cái nòng stabilize, đã nghĩa là nó sẽ di chuyển cái nòng sau up down vậy thì nó cũng sẽ rất là im. Còn đây là cái chỗ của người chỉ huy. Người chỉ huy là cái chỗ cơ bằng là họ nhìn sướng nhất luôn, là cơ bằng là nhìn, mấy bạn thấy không, nhìn vô những cái chỗ này là nhìn ra ngoài là thấy hết đó, nhìn ra ngoài đây này là thấy hết những cái cảnh ở ngoài đó, nên nó hơi mờ rồi nên là khó thấy. Còn đây là cái chỗ này là nhìn vô một cái là thấy ngắm bắn nè. Giờ không biết sao cho mấy bạn thấy là khó thấy quá, nhưng mà Vương đưa mắt vô Vương nhìn thì sẽ thấy được cái chỗ này đó. Rồi cái chỗ đây là cái chỗ mà của người chỉ huy, là cái bằng là họ quay qua đây họ bắn là dễ nhất nè, là nghĩa là họ có thể là họ có thể bấm một cái nút để họ lấy là quyền điều khiển của chiếc xe tăng khỏi cái người gunner và cái người ở phía dưới á, anh súng phía dưới, rồi anh tự anh quay nòng, anh tự anh quay, anh tự anh khai hỏa luôn. Đây là cái cần điều khiển của anh, mấy cái nút khai hỏa là nằm trên đây. Đấy, cái chiếc xe tăng này á là để nhập được về nước Mỹ với mấy bạn là nó phải cắt hết cái nòng của nó đi để không còn bắn được nữa. Mấy bạn thấy cái này nè, đây là cái nòng này là người ta cắt nó rồi nè, là người ta phải cắt cái cục này, người ta bỏ đi như là phải khoét một cái lỗ trên cái nòng nữa đó. Cái lỗ trên cái nòng người ta có khoét một cái, bạn thấy không, người ta khoét một cái lỗ đó, người ta lấy cái cây người ta bịt lại á, là bắt buộc phải bịt lại mới được nhập về. Chứ xe tăng là không có thể nào mà giống như là để nhập về rồi còn bắn được thì không có được đó. Có ở Mỹ này nó có vài, còn vài chiếc xe tăng còn bắn được luôn, nhưng mà rất là hiếm mấy bạn. Mấy chiếc xe tăng đó giờ là đụng vô là toàn là tiền mấy triệu vô lên không á. Còn đây là cái chiếc xe tăng này thì là hồi giá hồi xưa thì nó cũng rất là rẻ, giá hồi xưa thì nó tầm chừng 200 mấy 300 ngàn thôi, ngàn đô á. Còn bây giờ là giá nó bắt đầu nó lên rồi, tại vì bây giờ Mỹ nó không có cho nhập vô nữa mấy bạn. Mấy chiếc xe tăng này giờ có tiền cũng không nhập được nữa, cho nên là chỉ chiếc nào còn nhập trước thì còn được thôi, chứ còn bây giờ là mấy chiếc này là giờ nó hết nhập về được rồi. Đây còn cái chỗ là ở bên đây là cái chỗ của anh, cái chỗ của anh súng đó, cái chỗ của anh thay đạn. Thì anh thay đạn là anh sẽ bỏ những cái thay những cái đạn vô đó, những cái đạn đó, mấy đạn như hồi nãy mấy ảnh thay vô, rồi xong rồi mấy ảnh đứng ở đó, mấy ảnh là coi như là giữ cái súng thay đạn đó. Thì trong xe tăng là nó chỉ có vậy thôi mấy bạn. Đó, rất là nhiều cái chỗ nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui trong này, em thấy không đó. Rồi thì cái chiếc xe tăng này là nó dùng bằng động cơ là động cơ Mercedes của Đức sản xuất. Động cơ này là rất là bền luôn, động cơ này chỉ có 10 máy thôi, hình như nó là V10 vậy đó, V10 là V10 á, là khoảng 10 động cơ. Chạy cũng êm lắm đó. Đây là cái máy, cái động cơ của chiếc xe thì nó nằm ở dưới đây đó. Đây là phía dưới này là cái động cơ của chiếc xe này, là nó rất là lớn luôn đó. Đó, còn đây là cái chỗ mà cái bằng là họ bỏ cái gì đây à, bỏ đồ này nọ lên. Tìm tê chả đó, là họ bỏ mấy cái đồ bảo vệ đồ trên xe này chắc đó. Đây là trên chiếc xe tăng đó. Thì đó thôi, bây giờ là Vương sẽ lái thử một vòng cho mấy bạn coi cái chiếc xe tăng này á, là nó có mấy cái chỗ này á, là cái chỗ mà người ta để mấy cái ống pháo mà kêu bằng là để mà khi mà tên lửa mà nó bay tới mấy bạn, là cái này họ sẽ khai hỏa cái này để cho nó bay ra những cái
những cái dẫn dụ tên lửa để cho tên lửa như nó bắn ở chỗ khác đừng bắn vô chiếc xe tăng đó, thì nó là vậy rồi đó. Thì giờ cái chiếc xe tăng này là Vương đem lên cái Angel Pyrene, là cái chỗ mà đất 550 mẫu của Vương, để Vương chuẩn bị Vương mở cái sở thú ở đây, xong rồi cái Vương với là anh bạn của Vương luôn là sẽ làm mấy cái chiếc xe tăng này đó, mấy cái cho thuê xe tăng này luôn. À đây còn một chỗ nữa, nãy Vương chưa cho mấy bạn coi là cái chỗ này ở trên đây nè, là cái đồ ngắm laser của mấy cái nòng ngắm hồi nãy đó, là nằm trong đây nè mấy bạn đó, bạn thấy không, mở ra nè đó, là mấy cái này á, là mấy cái ống ngắm laser đồ hiện đại rồi đó, là nằm trong đây nè đó, là nó mở ra là nó ngắm cái nòng đó. Thì thôi, chắc xe tăng thì cái loại này mặc dù là nó cũng cũ rồi nha mấy bạn, nhưng mà là tới bây giờ này luôn vẫn còn nhiều quân đội của thế giới sử dụng lắm đó, chứ không phải ít đâu. Ok, thôi bây giờ là Vương với lại bà xã với lại mấy anh em đây là sẽ lên để lái cái ra cái đồng trống, rồi sau đó là Vương sẽ lái thử chiếc xe tăng này cho mọi người coi. Cái phần ngoài của chiếc xe tăng này nè mấy bạn, là chiếc xe tăng này nó nặng 40 tấn, đó là khoảng 80.000 pound, Vương biết ra tiếng Việt là khoảng bao nhiêu ký thì Vương không biết. Nhưng mà cái chiếc này là coi như là nó chạy ngang qua chiếc xe mà nó cán một cái là coi như chiếc xe là nát bấy liền luôn á. Đây là cái mấy cái ghế này, đây là mấy cái chỗ mà giống như họ lót bằng ghế cao su á, để cho giống như là để mà mình chạy ở trong, mình chạy được ở trên đường, chứ còn mấy mình chạy nghiến vô đường là đường nó nát đường hết, cho nên là họ gắn mấy cái miếng cao su này gần đi luôn này đó. Thì đây là một chiếc xe tăng coi như là chỉ có cái nòng là nó gọi là nó bị demil, là có nghĩa là nó bị cắt nòng hết rồi, không còn khai hỏa, không còn bắn được nữa, nhưng mà là còn lại là tất cả mọi thứ luôn là nó cũng còn rất là đó. Đây là cái đồ mà nó quay nè mấy bạn thấy không, chiếc này là coi như là cái chỗ này ở đây là nó còn, nó cũng còn mới lắm á. Nếu bạn thấy thường thường mà xe chạy nhiều á, giống như mấy chiếc mà phương tiện cơ giới của Vương á, mấy chiếc xe cuốc rồi nè, mà xài nhiều mà cái này nó nhọn anh nè, mà cái này coi như là chưa chạy máy chứ mới chạy chỉ có 4 km thôi. Vương biết cái đồng hồ có bị hư không, nó sao 4 km được, chiếc này phải chạy hơn chứ đó. Đây là động cơ của nó. Đó, để quay một vòng cho mọi người coi phía ngoài chiếc xe tăng có gì. Nói chung là nhìn xe tăng thì thấy ngầu vậy thôi, chứ mà thật ra thì nó cũng giống như là một cái đồ chơi thôi mấy bạn, chứ cũng không có gì. Ở Mỹ này là coi như là người ta có tiền, mấy người mà mấy bạn có tiền mấy bạn muốn mua cái gì cũng được hết đó. Hả? Trời ơi. Đây là có nhiều cái trên này Phương cũng chưa biết là gì đó. Này là gì đây ta? Ồ, đây là cái đồ để communication, chắc là mấy cái đồ anten rồi nọ đó. Có ai không biết, có anh chị nào hay bạn nào rành gì xe tăng không, rành gì chiếc này không, cho Vương thêm ý kiến. Vương có không biết rành vậy này lắm. Ở đây không phải đứng gì trong này để ta. Để trong là Vương định đem xe tăng về đây để làm cái farm này nè. Thì Vương cũng cũng muốn làm cái gì đó trên cái farm này cho nó ra tiền. Thì Vương sẽ đem xe tăng này về cho ta mướn chạy vòng vòng, với lại để thử nghĩ được những cái trò chơi gì này nọ không. Đó thì Vương sẽ làm thử. Nào ok, thôi giờ là mình sẽ lên để mình chạy thử một vòng, dùng chiếc xe tăng này chạy thử một vòng cho mấy bạn coi ha.
Bây giờ trước khi lái chiếc xe tăng để Vương thử cái bơm khói này coi nó ra sao. Wow. Vui vậy. Đủ màu hết luôn. Oh man, it's more smoke than I think. Ok, thử là thêm trái nữa coi. Trời ơi. Ủa sao ít dữ vậy? Tưởng đâu là chạy được nhiều chứ. Oh. Wow. It only a little bit. Don't get me wrong, it puts out a lot more than normal, but it all puts it out in a very short amount of time. Uh-huh. Maybe because of the wind. Yeah. It honestly, wind is a big part of smoke. Thôi mấy bạn ơi. Cái này à. Vương tưởng đó là nó nhiều khói hơn chứ thôi còn ai trái bỏ túi. Khác, you want to try this? Here, come here. You want to try it? I want. Come here. Yes. Don't worry. You want it? Here. Wait for daddy. 3, 2, 1. That's why you're seeing smoke everywhere. Yes. You smoke? Is it like fire? Is it fire? Yes. Ok, giờ Vương sẽ đi, Vương lái chiếc xe tăng này coi nó lái ra sao nha. Đó. Đây là... Đây là lần thứ hai Vương lái chiếc này. Hồi xưa Vương có lái một lần để mà Vương cán chiếc xe kia rồi. À, bây giờ đây là sẽ là lần thứ hai. Ok, để lái thử coi nó ra sao.
bụi bay vô mắt nhiều lắm mấy bạn. Get down here and let's do the finish. Ok mấy bạn, đó mới vừa lái thử một vòng lái sử xe tăng mấy bạn ơi, người quá trời luôn. Đó thì bây giờ nói chung là tình hình thế giới là bây giờ là nói chung là quá phức tạp rồi, cho nên là Vương là cũng muốn chuẩn bị sẵn một chiếc xe tăng để đây để có sẵn, có gì là sẽ cùng đưa gia đình đi trốn. Thôi nói giỡn thôi. Chứ thôi chắc là Vương chào tạm biệt mọi người. Bữa nay là Vương đậu cái chiếc xe tăng này ở đây là ở cái miếng đất 550. Sắp tới đây là Vương sẽ làm cái chỗ khu vui chơi ở đây cho mấy người mà muốn vô đây đi tham quan thú rồi nọ. Mới đầu Vương tính làm ở dưới cái farm của Vương á, nhưng mà ở chỗ đó vợ Vương không thích, tại vì có nhiều người ra vô quá, vợ Vương giờ ngó rồi nọ, vợ Vương không thích, cho nên thôi là Vương đem lên đây luôn, là cái farm này là farm 550. Đó thì là chỗ này là mốt mà Vương sẽ mở khu du lịch ở đây. Chắc chừng vài bữa nữa là chắc tuần sau là Vương mở rồi. Thôi, Vương chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Vương. Đây là Riley. Sau này là sẽ take care cái chỗ này.